Chào mừng bạn đến với khóa học này. Mai tình yêu rất vui bởi vì bạn đã đưa ra quyết định để đầu tư vào khóa học này. Đây sẽ là một khóa học khác với tất cả các khóa học về quyến rũ, chinh phục mà trước đây bạn từng biết. Nó cũng sẽ khác với tất cả những điều mà bạn thường hay đọc trên báo chí, những cái tạp chí dành cho nam giới, những cái lời khuyên vớ vẩn ở trên mạng. Nó sẽ khác toàn bộ những điều đó. Nó sẽ gây sốc cho nhiều người và bao gồm cả bạn. Nó không chỉ là một khóa học về mối quan hệ, nó không chỉ là quyến rũ, chinh phục, là tán tỉnh, mà nó còn là phát triển bản thân. Nó là một khóa học sẽ biến đổi hoàn toàn bạn từ một người đàn ông như bây giờ trở thành một người đàn ông mà bạn muốn trở thành, một người đàn ông thành công trong mọi lĩnh vực, sự nghiệp, tình yêu, mối quan hệ. Bạn có tất cả. Tôi muốn nhìn khóa học này như thế này. Bạn là một dũng sĩ. Và trước khi bạn ra chiến trường, chính là trận chiến với cuộc đời, thì khóa học này sẽ mặc cho bạn những bộ áo giáp và đồng thời trao cho bạn những thứ vũ khí vô cùng quan trọng để bạn có thể nắm chắc được phần thắng ở ngoài chiến trường. Và tôi rất vui được đồng hành cùng bạn